tao còn quản lý tụi bay được. Lỡ có dễ nắm đầu tao ra, nó lâu tập sao ra, đúng không? Giống như chồng em thôi, giờ nếu như chồng em nó có gì thì em cũng lôi đầu chị ra. Tại vì chị biết là chồng em nó sao, còn nó vậy đó. Chứ còn cái là để cho đi thì sao không biết được. Nó thiệt, nó thẳng luôn là nhiều khi ở đây đi, đây có bạn trai này sao, đúng không? Ai quản lý được tụi bay? Okay.